Thang hay là bỏ thông trồng lan tốt nhất? Muốn biết á, mấy chị mình nên xem hết clip này. Thang á, theo em nghĩ nha, thang là mấy chị mình trồng lan cũng cực kỳ tốt, giá thành nó rẻ, nhưng mà nó có hai cái tác hại. Nếu mà mấy chị mình khắc phục được hai tác hại đó thì mấy chị mình trồng lan cực kỳ tốt. Tác hại đầu tiên là nếu anh chị mình mua nhầm cái thang mà thang đốt lò nè, những cái thang mà nó dính nhiều tạp chất quá mà anh chị mình xử lý không kỹ, thì khi mà cái lan nó ra rễ á là nó sẽ bị chọc đầu rễ nè, đen đầu rễ, rễ không phát triển. Còn nguyên nhân thứ hai nữa, anh chị mình trồng lan mà trồng bằng thang á, mà anh chị mình không cung cấp đủ nước cho lan thì cái thang đó nó sẽ hút ngược lại là nước của cây á anh chị, đó là làm cho cây nó bị mất nước nè. Đó là hai cái tác hại mấy chị mình nên lưu ý khi trồng thang nha. Còn vỏ thông, anh chị nào mà chưa có vỏ thông, nhắn tin cho nhà em và là comment dưới clip này, hôm nay nhà em có vỏ thông rẻ hơn thang luôn. Đó, vậy mới xịn. Thì vỏ thông nó gồm có gì? Đây, em đang cầm trên tay là một cái bao như thế này. Thì cái bao vỏ thông này á, nó gồm có 4 loại luôn anh chị. Đó chính là rêu giữ ẩm nè. Đó, rêu giữ ẩm nha, để mấy chị mình tách chiết trồng lại á, mấy chị mình gãi bề mặt của cây. Đó, vỏ thông nhỏ này để mấy chị mình gãi bề mặt của cây á. Đó, tiện lợi chưa? Thêm một cái này mới quan trọng, vôi sát khuẩn để xử lý vỏ thông. Đó, và vỏ thông to, cái quan trọng nhất đó chính là vỏ thông to như thế này. Đó, thì về mấy chị mình lấy vôi nè, mấy chị mình trộn với vỏ thông, mấy chị mình ngâm để sát khuẩn vỏ thông nha. Đó, vỏ thông này thì mấy chị mình ngâm vôi một ngày một đêm, sau đó chúng ta vớt ra và chúng ta phơi khô thì chúng ta có thể trồng được rồi. Đó là cái cách mà xử lý vỏ thông. Cái vỏ thông á thì trồng lan nó quá xịn sò rồi, cái đó là khỏi phải bàn đó. Mà hôm nay nhà em vỏ thông nó còn rẻ hơn thang nữa, một bao như thế này 169k, bao ship toàn quốc luôn. Đó, anh chị nào mà chưa có vỏ thông mình mua 2-3 bao đi. Cái này mấy chị mình tháng này không trồng để tháng sau chưa trồng để năm sau, chỉ có 169k, 6kg vỏ thông lớn nè, 3kg vỏ thông nhỏ nè, một bịch rêu giữ ẩm nè, thêm cho mấy chị mình một cái bịch vôi sát khuẩn nữa. Đó, 4 món chỉ có 169k mà bao ship toàn quốc luôn. Anh chị nào chưa có nhắn tin cho nhà em, còn không comment dưới lớp này nha.